Xin cảm ơn sự trở lại của quý vị và sau đây là phần tin thế giới. Lãnh đạo khối Liên Âu hối thúc Trung Quốc thực hiện các cam kết về thương mại. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu kêu gọi Trung Quốc hoàn tất một thỏa thuận đầu tư bị đình trệ trước cuối năm nay và một lần nữa chỉ trích Bắc Kinh về chiến dịch đàn áp an ninh ở Hồng Kông theo dự thảo tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh khối Liên Âu mà hãng tin Reuters đã xem qua. Các nhà lãnh đạo của khối này đang chuẩn bị thảo luận chính sách của Liên minh đối với Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ thứ Năm. Họ tiếp tục yêu cầu Bắc Kinh thực hiện những lời hứa đã đưa ra năm 2019. Theo đó, Trung Quốc hứa mở cửa thị trường của họ cho các công ty châu Âu. Các nhà lãnh đạo của khối Liên Âu coi Trung Quốc là đối thủ có tính hệ thống và sẽ thúc giục Trung Quốc phải thực hiện các cam kết đã đưa ra để dẹp bỏ các rào cản, mở cửa thị trường, đồng thời tham gia đàm phán về các trợ cấp công nghiệp tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Thưa quý vị, Trung Quốc và khối Liên Âu đã đồng ý hoàn tất một hiệp định đầu tư mà hai bên đã điều đình trong hơn 6 năm. Nhưng chính phủ của khối Liên Âu ở tại Brussels nói rằng Bắc Kinh vẫn tỏ thái độ miễn cưỡng, không muốn mở cửa nền kinh tế. Chủ tịch của khối Liên Âu hôm 14 tháng 9, tức là vào tháng trước, đã hối thúc Tập Cận Bình hãy bỏ các rào cản đối với đầu tư từ châu Âu và nhấn mạnh rằng châu Âu sẽ không để bị lợi dụng về thương mại nữa. Cái chữ quan trọng là nữa, tức là họ đã từng để hở để rồi bị lạm dụng và bây giờ họ muốn chấm dứt. Trong khi Trung Quốc là đối tác lớn thứ hai của khối Liên Âu, nhưng họ không nghe, bởi vì một đảng có vẻ như gian lận hệ thống để rồi chặn những cái đầu tư của họ. Họ bất cần, phải cải thiện, bằng không thì không còn. Các nước phương Tây lên án luật an ninh mới của Bắc Kinh áp đặt vào Hồng Kông, như chúng ta đã thấy. Kiềm chế các quyền tự do cơ bản đã được bảo đảm theo nguyên tắc một quốc gia hai thể chế, nhưng nay với cái luật an ninh Bắc Kinh đặt lên Hồng Kông thì không còn nữa. Lời hứa đã bị nuốt và cái nước đau đớn nhất, tức là Anh Quốc, khi trao trả lại Hồng Kông trước đây cho đại lục. Một bản tin nữa, thưa quý khán giả, nói đến nạn thất nghiệp vẫn đang tăng cao ở các quốc gia châu Âu. Tỷ lệ thất nghiệp tăng trong 5 tháng liên tiếp ở châu Âu, kể cả trong tháng 8, giữa lúc đang có lo ngại rằng các chương trình hỗ trợ quy mô của chính phủ không thể mãi mãi nâng đỡ các doanh nghiệp bị hạn chế hoạt động do dịch corona. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 7.9% hồi tháng 7 lên tới 8.1% tại 19 quốc gia sử dụng đồng euro. Hãng tin AP nói rằng khoảng 13.2 triệu người đang lâm vào cảnh thất nghiệp và con số người không có việc làm tăng 251.000 người. Các nhà kinh tế dự kiến là tỷ lệ này sẽ còn tăng cao hơn nữa trong những tháng sắp tới, khi mà các chương trình hỗ trợ lương bổng hết hạn giữa lúc số ca nhiễm virus đang tăng tại nhiều quốc gia, dẫn tới việc áp đặt các biện pháp hạn chế mới. Và như vậy thì các doanh nghiệp và các người lao động sẽ bị mất việc. Các chính quyền châu Âu đã chi hàng ngàn tỷ tiền euro để giúp các doanh nghiệp và thiết lập những chương trình để khuyến khích họ tiếp tục giữ lại các nhân viên. Tại nước Đức thì nền kinh tế lớn nhất của khối châu Âu hiện vẫn còn khoảng gần 4 triệu người tạm thời nghỉ việc. Chính phủ Đức đã gia hạn các chương trình hỗ trợ cho họ nhưng không thể tiếp tục dài hơn nữa. Chương trình này trả 70% tiền lương cho người lao động bị cắt việc làm hoặc bị tạm cho nghỉ việc làm. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã bơm khoảng 1.35 ngàn tỷ tiền euro vào nền kinh tế của các quốc gia châu Âu nhưng sẽ bị cạn kiệt và không còn tiếp tục nếu tình trạng COVID-19 tăng nhanh vào mùa thu và mùa đông sắp tới.
Nói đến dịch COVID-19 thì riêng tại nước Pháp, bản tin cho hay là 12.845 ca nhiễm virus corona mới trong 24 giờ đã xảy ra ở nước Pháp. Tức là dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan mạnh tại nước này. Theo số liệu thống kê thường ngày, thì hôm 30 tháng 9, nước Pháp đã ghi nhận thêm 64 ca tử vong trong vòng 24 giờ và có thêm 12.845 ca nhiễm mới trong một ngày, thưa quý vị. Bản tin nói là tỷ lệ kết quả dương tính trong số những người thực hiện xét nghiệm COVID-19 vẫn tăng từng ngày khoảng 7.5%. Trong vòng 24 giờ thì nước Pháp còn phát hiện thêm 64 ổ lây nhiễm mới, nâng tổng số trên toàn nước Pháp lên thành 1.235 người trong một ngày. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, ông Castex là thủ tướng của nước Pháp, cũng như thị trưởng của thành phố Paris, Lyon, Lille và thị trưởng của thành phố Grenoble cũng như Toulouse đã họp với nhau, bởi vì đây là những điểm nóng về COVID-19 ở nước Pháp. Nếu đà này cứ lây lan và cứ tiếp tục thì chắc chắn nền kinh tế của nước Pháp cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Thủ tướng của nước Pháp đã trao đổi qua điện thoại với các thị trưởng và đặc biệt với thị trưởng của thành phố Marseille, người đã phản đối các biện pháp đóng cửa các quán bar và nhà hàng trong toàn vùng Aix-Marseille, cũng như đảo Guadeloupe, vùng Aix-Marseille miền nam nước Pháp đã bị đặt trong tình trạng báo động tối đa vì các chính sách đóng cửa và nghiêm ngặt. Đó là tình trạng kinh tế vì đại dịch COVID-19 tại nước Pháp, thưa quý khán giả. Và đây là một bản tin cũng đáng cho chúng ta chú ý, có liên quan tới Tòa Thánh Vatican và nước Mỹ, hay nói đúng hơn là với chính quyền của Tổng thống Donald Trump và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bản tin nói rằng Washington đã thất bại trong việc lôi kéo Tòa Thánh Vatican vào cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đúng với những thông tin được báo cáo chi tiết cho biết trong những ngày gần đây, là Tòa Thánh Vatican hôm 30 tháng 9 vừa qua xác nhận đã chính thức rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đã từ chối yêu cầu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo. Ông này muốn được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến. Và điều đáng nói là Tòa Thánh Vatican đã nêu rõ lý do là Giáo hội Công giáo không muốn bị lôi kéo vào cuộc bầu cử Mỹ bằng cách tố cáo quan hệ với Trung Quốc như mong đợi của Ngoại trưởng Mike Pompeo. Và theo lịch làm việc được công bố thì nhân chuyến công tác tại nước Ý từ 30 tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ có cuộc gặp với các quan chức của Tòa Thánh Vatican. Trước đó thì ông Pompeo đã xin được gặp Đức Giáo Hoàng Francisco. Tuy nhiên, hai quan chức ngoại giao cao cấp của Tòa Thánh Vatican là Đức Hồng Y Pietro Parolin là quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với Tổng giám mục Paul Gallagher là phụ trách đối ngoại của Tòa Thánh Vatican, đã cho biết là Đức Giáo Hoàng Francisco từ chối yêu cầu của ông Mike Pompeo vì Đức Giáo Hoàng tránh gặp các chính khách trước các cuộc bầu cử của họ. Theo hãng tin Reuters, Đức Hồng Y Parolin đã xác nhận là nguyên văn như sau: đúng là ông Pompeo có yêu cầu, nhưng Đức Giáo Hoàng đã từng nói rõ là Ngài không tiếp các chính khách trong thời gian bầu cử tại nước của họ. Đó là lý do. Theo giới quan sát nhận xét, đây là sự lạ thường của hai quan chức ngoại giao cao cấp của Tòa Thánh, là phản ứng thẳng thắn trước những động thái thiếu ngoại giao của ông Pompeo, được cho là đã cố tình gây sức ép với Tòa Thánh để lôi kéo Giáo hội Công giáo về phía mình trong cuộc đọ sức với Trung Quốc. Hồi tháng 9 vừa qua thì Ngoại trưởng Pompeo đã không ngần ngại tố cáo chính sách hòa dịu của Vatican đối với Trung Quốc trong một loạt tin nhắn
trên Twitter cũng như trong một bài báo cho rằng Tòa Thánh đã đặt quyền uy đạo đức của mình vào vòng nguy hiểm khi tiếp tục duy trì bằng cách triển hạn một thỏa thuận với Trung Quốc về việc đề cử giám mục. Trong một sự kiện mà Tòa Đại sứ của Hoa Kỳ tại Vatican tổ chức, ông Pompeo đã tránh đả kích thỏa thuận của Tòa Thánh Vatican nhưng tiếp tục lên án Trung Quốc vi phạm quyền tự do tôn giáo trên một quy mô rộng lớn. Trước những cáo buộc từ phía Mỹ, Tòa Thánh Vatican cho rằng dù không hoàn hảo nhưng thỏa thuận với Bắc Kinh là một bước tiến sau hàng thập niên mà những người công giáo Trung Quốc trung thành với Tòa Thánh Vatican với Đức Giáo Hoàng đã phải rút vào để sống đạo trong bí mật. Đối với Đức Hồng Y Parolin và Tổng giám mục Gallagher, động thái đả kích Vatican của ông Pompeo rất đáng ngạc nhiên vì được đưa ra ngay trước chuyến thăm Roma đã được lên kế hoạch trước của ông Pompeo. Và theo Đức Tổng giám mục Gallagher, ngài nói, bình thường ra khi chuẩn bị những chuyến thăm và gặp gỡ các nhân vật cao cấp thì những nội dung trao đổi cần phải được đàm phán trước một cách kín đáo. Đó là một quy tắc ngoại giao. Khi được hỏi là phải chăng những lời chỉ trích thỏa thuận với Trung Quốc là nhằm mục tiêu chính trị ở Mỹ, Đức Hồng Y Parolin cho rằng một số người đã diễn giải như vậy. Nhận xét của ông Mike Pompeo trước hết có mục tiêu chính trị nội bộ. Tôi không có bằng chứng về điều này, nhưng chắc chắn đây là một cách đánh giá sự việc. Thưa quý khán giả, đối với Tòa Thánh Vatican, thỏa thuận với Trung Quốc như chúng ta vừa nghe ở phần trên là một vấn đề không liên quan gì đến chính trị của Mỹ. Đây là vấn đề của giáo hội và không nên sử dụng vì những mục tiêu như bản tin ở trên chúng ta nghe và sự phân tích đã thấy một phần nào. Có nghĩa là như cái đầu đề bản tin nói, không làm áp lực. Và Tòa Thánh Vatican nói riêng và giáo hội công giáo nói chung đã bao nhiêu thợ đời nay truyền thống, độc lập và rất rõ ràng. Vừa rồi là bản tin sau cùng về thế giới gửi tới quý khán giả và mong quý vị trở lại để chúng ta tiếp tục phần tin châu Á với một vài tin như sau. Nhật Bản và nước Pháp thống nhất về vùng biển tự do và cởi mở. Ủy ban nhân quyền của Úc cảnh báo việc lạm dụng các bậc lớn tuổi, tức là cao niên, đang trên đà tăng tốc.